Cấp quang 2 mét rồi. Mình quay sau diều đúng không bạn nhé. Và lấy cam luôn. Xin chào nhá. Khánh làm đấy. Cấp quang 2 mét đấy. Có 2 ly hay là 3 ly đấy Khánh nhỉ? 2 ly à? 2 ly 3 đúng không? 2 ly 3. Nãy diều có bạn chì đấy đâu nào? À thế à? Hôm nay không chơi à?